Trời ơi, lứ 7 phân mà dính con án một cái đầu nó quay nó đâm án rồi nè anh em ơi. Rồi, này Thanh Tâm sẽ gỡ thả hết nha anh em. Không có bắt con nào nữa ha. Thanh Tâm sẽ thả nó về với anh em của nó ha. Rồi nó đâm nữa rồi nè anh em. Nè nhìn. Quá chừng. Rồi Thanh Tâm xin up video ha anh em ha. Quá trời trứng mưa rồi anh em ơi. Hello, xin chào anh em nha. Mình là Thanh Tâm nha anh em. Thì trong video trước Thanh Tâm cũng có nói với anh em vụ bắt chim nền ha. Video trước nữa thì cái cách chỉnh chép bát của con chim ha. Thì hôm nay Thanh Tâm ra lưới tiếp tục chia sẻ cho anh em ha. Nhiều anh em dạo gần đây cũng làm ok. Còn nhiều anh em thì cũng vẫn chưa ok ha. Thì trước khi vào vấn đề thì Thanh Tâm xin nhấn mạnh những có những cái comment đó không hay ha. Thì có một anh đó tên là không biết tên gì, Thanh Tâm cũng không nhớ rõ, mà để nội dung mới bước đầu là xin tiếng chích, rồi hai ngày sau thì bắt đầu quay lại là chửi Thanh Tâm, kêu Thanh Tâm đánh cạnh tranh, có giỏi đánh cạnh tranh với nó. Thì nói chung anh em cũng đừng nên làm vậy ha. Trước sau trước xin tiếng, sau rồi đòi đánh cạnh tranh với Thanh Tâm, nhưng mà nói những lời thô tục nha anh em. Thì những cái comment đó Thanh Tâm xóa rồi. Thì chứ không phải là anh ơi anh với em đánh cạnh tranh với nhau không, hay là không có nói đàng hoàng những gì ha. Mà nói chung nhưng nhấn mạnh câu văn thô tục anh em ha. Giờ này dính án nữa rồi anh em ơi. Thì nếu mà anh đó nằm ở bên An Giang nha, có cái kênh là Đam Mê Săn Bắt. Em nói với anh á là nếu mà anh muốn đánh cạnh tranh với em á, ở đây em còn dư 100 mét kìa. Nói đầu xào với em luôn, qua đây đánh cạnh tranh với em. Chứ trước xin tiếng rồi sau rồi chửi em ha. Thật sự ra thì nói chung cạnh tranh thì vô mùa thì vẫn cạnh tranh nhiều nha anh em. Chứ không phải gì chia sẻ cho anh em về cuộc sống mưu sinh thì anh em nào cũng cực khổ hết trơn. Làm không ai hơn ai đâu nghe anh em. Thậm chí cả em cũng chưa hơn anh em nữa. Thì Thanh Tâm biết cái gì thì chia sẻ cho anh em cái đó, chứ đừng quay lại chữ Thanh Tâm ha. Thì 9 người thì 10 ý. Mình sống ở đời lựa lời mà nói ha. Thì Thanh Tâm cũng xin nhấn mạnh gì đó. Thì mong rằng sau clip này thì có những comment tốt ha. Như còn như anh đó muốn cạnh tranh với em thì xuống đây. Thì bên An Giang, anh nó nằm ở bên An Giang thì cách em Kiên Giang thì nói chung nếu mà đi đường tắt xuống đây cũng khoảng mấy chục cây số à. Nếu muốn đánh cạnh tranh với em xuống đây em chỉ chỗ cho đánh luôn. Em còn nói đầu xào 100 mét lưới kìa. Còn chấm như chấm 100 mét. Đặt lưới đó, hai người quánh bên. Ha. Thử coi ai hơn ai ha. Còn hôm nay thì Thanh Tâm quay lại vấn đề chính ha. Thì hôm nay Thanh Tâm chia sẻ cho anh em thêm ha. Cái thứ nhất là anh em nên nhớ con ké thứ tháng 3 của em đó. Em gửi cho anh nhiều anh em rồi quánh sau gớt nền. Thì hiện tại con ké tháng 3 đó là nó đi cái chép 2, cái bát 5 ha. Anh em nào có đang xài tiếng của em thì chỉnh lại ha. Tại vì năm rồi cái tháng trước là nó đi ngược lại nha anh em, nó đi cái chép gắt, bây giờ nó đi cái bát gắt. Hay là do trời mưa nhiều quá hay gì sao em cũng không biết, nhưng mà con chim năm nay ngộ, nó đi gắt ha, nó không đi gắt nữa. Mà anh em đừng cho nó bị đục quá nha, nó vẫn còn ha, vẫn còn âm thanh tốt ha. Thì bữa nào em sẽ rảnh ra sớm hơn chút xíu nữa, em sẽ làm một cái clip chia sẻ cái chỉnh cái chép bát cho anh em nó hoàn thiện hơn ha. Hôm nay thì trời khá là tối mà chuyển mưa quá trời anh em ơi. Con ghé đó thì là cái bát 5, cái chép 2 ha. Còn con ghé Bữa Việt 021 thì nó cũng bằng nhau ha. Tại hai con đó em cũng lấy ra từ một phay và em làm thêm một cái con ghé nền ha.
ghé nền thúc sáng cho anh em đấy ha. Còn cái con ghé quanh năm thì là cái chép 2, cái bát 45 ha. Có anh em nào mà đang xem video và đang quánh tiếng của Thanh Tâm thì quánh lại ha, nhớ xả tới xả lui cho nghe, biết cách chỉnh để quánh cho có hiệu quả nha anh em. Dạo gần đây thì có một số anh em quánh rất là ok, thì có một số anh em mới vào nghề cũng chưa biết chỉnh, còn một số anh em thì cũng dễ tiến qua cũng chưa biết chỉnh cái âm thanh nó chuẩn như thế nào, thì bây giờ em chia sẻ cho anh em ha. Trước khi anh em chỉnh thì anh em dây lo của anh em á, chẳng hạn như dây lo của anh em 10m thì anh em dắt chiều anh em, nếu mà ra còn sớm á thì anh em quay cái họng lo lại mình ha, quay họng lo ngay chòi mình chỉnh máy đó, thì anh em cứ làm theo hướng dẫn của em, anh em chỉnh thử coi coi nghe nó ok không, hay là nó còn chát quá. Có nghĩa là anh em dẫn dặn lớn nha, đừng dặn nhỏ nha. Có nghĩa là thường thường anh em quánh cái mức 5 là cái mức lớn nhất, em ví dụ ha, cái mức 5 là cái mức lớn nhất thì anh em nên chỉnh cho cái mức lớn nhất ha, chứ đừng có dặn nhỏ chỉnh nha. Cái đó là em khuyên anh em hay, tại vì mình dặn nhỏ khi mà mình ra ngoài mình dặn lớn là nó chát nha, âm thanh mà mình chỉnh nhỏ là nó chát ha, anh em nên nhớ điều đó ha. Cái mà ngày xưa anh em người ta xài băng thì cũng dặn chỉnh giống vậy ha, dặn hết, nghĩa là cái mình cái gọi là cái von đó, cái von của mình là cái lo của mình nó chịu được bao nhiêu thì mình cứ dặn hết đi ha. Ví dụ như là cái von với cái lo cái máy của em anh em đó, cái máy với cái lo của anh em là nó chịu khoảng chừng 60 phần ga của cái máy, thì anh em dặn hết 60 phần ga ha. Thường thường anh em quánh 60 ha, thì anh em chỉnh hết 60 cho em, sau đó anh em chỉnh chép bát ok chưa. Anh em nên nhớ rõ điều đó ha, đừng có dặn 2, 3, 4 ha. Cái đó là em phiên em đừng có dặn nhỏ rồi chỉnh ha, dặn nhỏ chỉnh rất là hay nha anh em, nhưng mà cuối cùng là chỉ nhỏ mới đâm thôi, còn mở lớn là con chim không đâm ha. Anh em nên nhớ điều đó giùm em ha. Thì hôm nay Thanh Tâm ra chia sẻ cho anh em về vấn đề chỉnh chép bát đó ha. Nhiều anh em thì quánh rất là ok, hôm nay Thanh Tâm chia sẻ cho anh em nhiều đó ha. Rồi anh em nào còn thắc mắc gì thêm thì để lại bình luận ở dưới video ha, để Thanh Tâm video sau Thanh Tâm chia sẻ cho anh em ha. Thì trời đêm nay rất là xấu nha anh em, mà không biết tình hình đêm nay nó ra làm sao đây, thì cũng không để anh em chờ lâu, thì hãy cùng Thanh Tâm đồng hành tối đêm nay ra sao ha. Giờ Thanh Tâm gửi lời chào đến tất cả anh em ha, chúc lời sức khỏe tốt nhất đến anh em ha, chào anh em ha. Dính rồi anh em ơi, nãy con đầu tiên không quay cho anh em coi được luôn, con này cái gì đây, chiếc ghé anh em ơi, bắt thứ hai nha anh em, bắt đầu tiên không có quay cho anh em được luôn, giờ lúc đó đang ngủ anh em ơi, giờ này mọc dữ nha anh em, mọc chị mấy chim mới đông nha, chim nhà này sao đi trễ không à, đầu hôm này chớp quá chớp anh em ơi, trời chớp quá chớp, trời xấu. Chim chờ biết sao được, muốn đi về ẩu đi cũng có đi là được rồi, sợ không đi thôi. Thì anh em vào đây sao mà quánh không đi, mà bên Tâm quánh muốn gai gai lai gai đều đều nghe nè, cho em đi gần sáng không à. Tối luôn anh em ơi, phát thứ hai nghe anh em, rồi Thanh Tâm up video ha, có Thanh Tâm quay tiếp cho anh em xem ha, chào anh em ha. Dính nữa anh em ơi, đâm kế chồi luôn, bắt luôn, phát thứ ba nghe anh em, rồi thì cưng hết biết không, cứ hùng miếng vậy ú quá ú.
có bội không em ơi? Rồi, yên tâm mình up video ha. Có phần làm quay tiếp cho anh em xem ha. Dính nữa anh em ơi. Tắt thứ tư anh em ơi. Giờ này 4 giờ rưỡi sáng nha anh em. 4 giờ rưỡi sáng rồi. Ngon lành. Toàn là chích mồng gì. Chống cũng mồng luôn anh em ơi. Mập quá mập. Video đây ha, có thằng Lâm quay tiếp cho anh em xem ha, chạy đằng sáng anh em ơi. Phát thứ năm nha anh em, 5 giờ nha anh em ơi, 5 giờ 15 phút rồi. Đây tới sáng thêm 1-2 con nữa cũng có lý nha anh em, đủ sống được ngày nha anh em. Mong là đêm nay có kết quả ngon anh em ơi. Chim đi gần sáng mạnh nha anh em. Bên em đêm nay thế nào rồi? Thì giấc sáng này anh em mở con ghé quý vị 21 nha. Nó đang đi con đó nha, sáng dịch lên nha. Rồi thanh tâm video có thanh tâm vi tiếp cho anh em xem ha. Rồi dính nữa nha anh em. Gần 6 giờ nha anh em. 5 giờ 40 nha anh em. Mà trời vẫn chưa sáng anh em ơi. Mong là kết quả sẽ ok hơn ở đây. Biết còn con nào không hả, là hết rồi anh em ơi, giật nãy giờ. Rồi anh ta múc video ha. Sáng anh em ơi, trời chứng mưa quá trời chứng mưa rồi. Anh Tâm cũng chưa cuốn đồ xong nữa anh em ơi. Bữa nay cũng đỡ nha anh em. Nay được 6 con ghé con cò anh em ơi. Thời tiết rất là xấu, đêm nay rất là xấu, nhưng mà được cái là nó không mưa, gần sáng quá chỉ mưa nè anh em ơi. Thanh Tâm cũng tranh thủ cuốn đồ về anh em ơi, để không kịp đám mưa này. Thì Thanh Tâm xin kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp anh em ở video sau ha. Chúc anh em ngày mới vui vẻ, an lành ha. Ba anh em nha.